Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video clip về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là một cái video bàn giao xe và cái chủ nhân của cái video ngày hôm nay là anh Phong Nguyễn Hoài Phong, một khách hàng rất là thân thiết của em. Thì anh em đã có một cái mối luân duyên cách đây một năm rồi, hôm nay là tiếp tục anh ấy lại cưới thêm người vợ thứ hai nữa đó. Thì bây giờ chúng ta hãy đến cái phần quan trọng nhất của cái video ngày hôm nay, là chính là cái video bàn giao giấy tờ xe cũng như là khách hàng chính thức nhận xe. Và chút xíu nữa chúng ta ra ngoài phải sẽ chiêm ngưỡng được cái con xe rất là 900 mà anh ấy đã độ lên những cái gì, và chúng ta sẽ xem qua một lượt. Rồi mọi người hãy cùng nhau chờ xem nha. Rồi thì nãy sáng giờ mình đã mất quá nhiều thời gian để giải quyết những cái vấn đề nhỏ nhặt rồi. Thì thay mặt công ty ô tô Phú Cường cũng như là em tặng cho anh bó hoa, mong là những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, cũng như là bó hoa này, túi quà này, cũng như là tất cả những thứ mà em đã chuẩn bị cho anh, sẽ hy vọng anh sẽ ra xe thuận lợi hơn ha. Rồi em trao lại cho anh, rồi về gửi lại cho người nhà giùm em ha. Rồi qua đây bây giờ em cho ký tá giấy tờ một số thủ tục cơ bản mà bắt buộc mình phải làm để nhận xe. Rồi đầu tiên là em nói sơ qua một lần hồi nãy em có nói rồi, đây từ từ nha, đây là biên bản bàn giao xe cũng như là các giấy tờ kèm theo. Đây thì công như cũ, công ty có tặng cho anh là cái túi đựng hồ sơ. Tiếp tục túi đựng hồ sơ em bỏ lại trong túi đây ha, cho nó dễ, bỏ ra đi cho nó gọn. Rồi cái thứ hai, bây giờ mình chính thức nhận xe nha. Rồi chính thức nhận xe, đại diện bên nhận anh ký giúp đây giùm em. Chờ từ sáng nha, cái nữa gửi bảo vệ cái anh giữ. Dạ đúng rồi. Rồi ok, chính thức nhận xe nha. Cái này em gửi lại cho bên mình một bản, cái này em gửi lại đi. Rồi cái thứ hai nữa là công ty có gửi cho anh là cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự, cái giấy kiểm định đây ha. Rồi ok, cái này thì nữa có gì Nguyên nó sẽ gửi cái giấy đi đường á, với lại cặp bài sao y anh cầm thêm là giấy này thì ra bên cầm giường lấy giùm em ha, có hàng đi hàng đó lấy giùm em. Xong cái này là cái hợp tác xã của Gia Long, ok chưa? Anh cứ cầm nguyên bộ cho giùm em đó, nguyên bộ của Gia Long nè, hôm nay nó có nguyên cái cuốn hợp tác xã với lại mấy cái giấy tờ này nè, cứ cầm theo đi là sẽ có chuyện dùng tới chắc chắn. Rồi này là cái hợp đồng định vị, đây hợp đồng định vị đăng nhập qua giùm em nha. Rồi ok, chào anh, thì mình hôm nay anh em mình chính thức là một cái buổi lễ bàn giao. Thì năm rồi anh em mình đã cũng ngồi tại đây cũng đã là một cái buổi lễ bàn giao con xe phao rồi, hôm nay là thêm một con là 900 nữa. Thì thứ nhất là anh cho em xin cái cảm xúc của anh khi mà nhận xe ở thời điểm hiện tại đi, cái chia sẻ cảm nhận của anh hiện tại giùm em đi. Cảm nhận thì rất là ok. Rất là ok. Vâng thì cái anh có thể nói là một cái cơ duyên được không? Cái anh em mình ngồi chia sẻ chút xíu đi, ngắn thôi cho anh em khán giả biết rằng là cái cơ duyên nào mà anh em mình đã đến được với nhau ở cái để cho ra được hai cái người vợ hai này. Được không? Anh còn nhớ không? Lâu quá rồi. Đây em nhắc cho anh nhớ nha, là lúc đó lúc lần đầu tiên mà anh em mình gặp nhau á, là hầu như là em với anh nói chuyện lúc nửa đêm mà 12 mấy giờ đêm mà lúc đó ai cũng ngủ hết, mà có anh em nghĩ chắc anh của anh đang chạy hàng đấy, cho nên anh nhắn tin em, anh em mình cũng trao đổi một thời gian cũng cũng không có không quá dài đâu, nhưng mà em nghĩ là chắc có thời điểm lúc đó rồi anh em mình nên duyên tới bây giờ luôn đó. Rồi thì nói chung là để được có được một cái buổi lễ bàn giao lần thứ hai ở đây, đó là một cái may mắn của em, được anh tin tưởng, được anh ủng hộ một lần nữa tại công ty tôi thiết kế ô tô Phú Cường. Và hy vọng một lần nữa chúc anh ra xe thuận lợi nha, bạn chào mình đang. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta đã đến với cái buổi lễ bàn giao xe ngày hôm nay, và chúng ta đang xem đây là cái con siêu phẩm là 900. Mọi người cùng xem qua một lượt về con em nói nha. Đây thì là một cái nữa là trước khi mà đến cái buổi lễ bàn giao thì chúng ta xem qua một xíu là khách hàng họ đã có nhấn nhá một xíu về cái thứ nhất là họ đã làm phiên cách nhiệt rồi đây, và thêm một cái nữa là bộ ghế anh em thấy không, đây mọi người tiến sâu vào một xíu nha.
đó, rất là đẹp đó. Bọc được bọc ghế nè, bọc ghế rồi bọc vô lăng cũng như là lót sàn luôn cho khách hàng. Anh em thấy không, bộ bọc ghế rất là đẹp, tỉ mỉ luôn, đẳng cấp. Bộ này là bộ cao cấp cho nên là khi mà nhìn lên bộ ghế nhìn rất là đẳng cấp luôn. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái chủ nhân của ngày hôm nay nha. Rồi mời anh Phong cũng như là chú mình đến cái buổi lễ bàn giao nha, nhanh gọn thôi. Đây rồi, ok. Em xin được gửi cho anh lại tầng thứ nhất là túi của hồ sơ của công ty. Thứ hai anh em mình sẽ tiến hành chính thức nhận xe, bàn giao thành công.